cho ý kiến vào báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 115 về cơ chế chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và ghi nhận Hà Nội chủ động trong việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra còn một số chính sách chưa thực sự hiệu quả, công tác quản lý còn hạn chế. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bên cạnh một số chính sách đi vào cuộc sống khá nhanh, còn một số chính sách chưa thực sự đồng đều, hiệu quả chưa cao, tác động còn hạn chế. Nếu ví dụ thực tế như thu phí dừng đỗ ô tô, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu như thành phố Hà Nội tăng cường quản lý tốt, sẽ giữ được mức phí, giá, thậm chí còn giảm thấp hơn để giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, chi phí cho người dân và việc dừng đỗ thoải mái hơn. Cái chi phí này, trong thực tế mà nói là người sử dụng ô tô ấy, doanh nghiệp, người dân ấy, người ta vẫn phải trả. Thậm chí là mình không quản lý thì người ta phải trả cho tư nhân cao hơn. Thế nhưng cái nguồn tiền này lại không được tập trung vào như là khoản thu của nhà nước để quay trở lại đầu tư phục vụ cho hạ tầng. Chứ không phải nói là chúng ta quản lý chúng ta phải đưa giá thật cao đâu. Chỉ cái mức là như hiện nay thậm chí là còn giảm được cái chi phí này. Nhưng vấn đề là động viên được vào cái khoản thu cho thành phố, để thành phố có cái quay trở lại đầu tư nâng cao cái kết cấu hạ tầng để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Báo cáo về vấn đề phí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, thành phố từng làm một thời gian nhưng trục trặc về kỹ thuật và dịch COVID-19 nên bị lơ đãng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có thể xem xét ở cấp độ nào đó quy định trong luật hay nghị định rằng mỗi ô tô nên có định danh riêng. Như vậy nên quy định bắt buộc mỗi xe phải có một thẻ và có số dư trong tài khoản. Bây giờ mỗi một cái xe ô tô cũng nên định danh cá nhân cái xe đấy. Thực ra mình số lượng xe còn rất ít mà định làm sớm đi. Với ra là đương nhiên bắt buộc trong luật là mỗi cái xe đấy là phải có một cái thẻ và phải có một cái số dư. Thì nếu khi có thẻ đấy, có tài khoản thì mình làm rất nhiều việc, kể cả câu chuyện là thu phí vào cái thời kỳ cao điểm ấy, vào nội đô ấy, thủ đô thì cũng rất đơn giản. Thì nó phải có thẻ như thế, nhưng đi qua là mình thu thôi, chứ bây giờ mà đi chặn ra thu với dán thẻ làm sao được, nó bất khả thi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng nếu luật pháp yêu cầu mỗi một xe ô tô phải có thẻ và phải có tài khoản có số dư thì sẽ giải quyết được nhiều việc chứ không riêng việc thu phí, do đó đề nghị Quốc hội quan tâm.